Kính thưa toàn thể vị và đầu tiên chương trình, là xin được mời vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Võ Hoàng Lâm, ca khúc được mang tên Đò Sang Ngang. Và với ca khúc này, xin mời vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của Dương Hồng Loan. Dog.